Sự trở lại của triển lãm Wellness Expo 2023 đã quy tụ hơn 1.000 gian hàng trưng bày các sản phẩm dịch vụ đến từ nhiều nhãn hàng danh tiếng về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tham gia triển lãm lần này, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị HP Việt Nam mang đến các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe thương hiệu eHerbal được đông đảo khách hàng quan tâm. Tham dự triển lãm quốc tế về chăm sóc sức khỏe, chúng tôi mang tới những sản phẩm tinh túy nhất, giá trị cốt lõi nhất tới người tiêu dùng Việt Nam là những sản phẩm ngũ cốc mà bột rau củ quả và các loại trái cây sấy thăng hoa hay là cà phê sấy thăng hoa, trà gừng mật ong để cho người tiêu dùng Việt Nam yêu tin dùng hàng Việt Nam. Mong muốn cái thương hiệu eHerbal chúng tôi được lan tỏa tới tay người Việt Nam và trên toàn thế giới. Mỗi sản phẩm của eHerbal được tạo nên từ nguồn nguyên liệu tinh sạch 100% thiên nhiên, mang lại sự phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi, nhất là người ăn chay, người bị tiểu đường, các bà mẹ mang thai và cho con bú. Đối với những người ăn kiêng, giảm béo, những người bận rộn, thì eHerbal sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Kể từ khi xây dựng và thành lập thương hiệu, eHerbal đã từng bước khẳng định được giá trị, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt, bứt phá địa giới quốc gia, vươn tầm thế giới.